그냥 농담이야. 그냥 농담이야. 그냥 농담이야. 루어 털마. 그냥 농담이야. 루어 털마. 화라. 치라. 루어 털마. 다행이네. 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 다행. 다행이다. Có nghĩa là cái sự may mắn, mà nghĩa là may mắn. Nè, hoặc là nè, yô, đôi câu cảm thán. Đã hên nè, thật may. Thư lết sò. Sai rồi. Sai rồi. Dạng kết thúc câu ngắn gọn, thân mật xuống xã. Còn muốn thể hiện cái sự lịch sự hơn, tùy đối tượng giao tiếp, các bạn thêm đuôi yô là được. Thư liệt sỏi ồ, sai rồi. Mặt chứ, đúng chứ, hoặc là đúng chứ hả. Còn từ mặt tà là đúng. Thế thì bỏ tà gắn từ chứ, đưa câu hỏi mang tính chất xác nhận. Mặt chứ, đúng chứ. Có chứ Maria. Nói xạo hoặc là nói dối. Có chín mờ đi à. Nói xạo nha. Các bạn có từ có chín mày. Có chín mày. Biến âm. Có chín mày. Mà nghĩa là cái lời nói dối. Y à. Mà nghĩa là. Đây cũng là một cách nói. Hình thức kết thúc câu. Thân mật xuống xã không kính ngữ. Có chín mờ đi à. Nói xạo. Bông chi chì mà. Bông chi gì mà đừng chém gió. Đây cũng là một cách nói, một câu tiếng lóng các bạn nhé. Bông chi, các bạn có từ bông chi tải. Bông chi mang nghĩa là gì nhỉ? Mang nghĩa là chém gió hoặc là cái lời nói dối, nói điêu đấy. Có chi mà bông chi mà mang nghĩa là đừng. Bông chi gì mà mang nghĩa là đừng chém gió hoặc là đừng nói dối. Ai cô buồn sang hề. Ai cô buồn sang hè. Ai cô buồn sang hè. Trời ơi, tội nghiệp quá. Ai cô có nghĩa là trời trời ạ. Buồn sang hè, tội nghiệp quá. Buồn sang hè. 그래서 뭐. Rồi sao nữa? Một câu hỏi cũng không phải là ở cái dạng kính ngữ. 그래서 뭐, 그래서 có nghĩa là vậy thì 뭐 là gì? Hoặc các bạn hiểu cái cụm từ này bằng nghĩa là rồi sao nữa nào? 잘하네, làm tốt lắm hoặc là làm tốt đấy. 잘하네, một câu khen ngợi, một câu khích lệ, một câu thể hiện cái sự ngạc nhiên. Các bạn có từ 잘하다, động từ mà nghĩa là làm tốt, làm giỏi. Bỏ tà gắn nề. Đôi câu cảm thán 잘하네 hoặc là 잘하네요. Làm tốt lắm. Good. 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 Có nghĩa là tốt. Một từ tiếng Anh. 싫어. 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 Không thích. Hoặc là 싫어요. Không thích đâu, em không thích đâu. 싫어. Không thích. Ấu ly nè. Hợp nhỉ? Các bạn có từ ấu ly đà là hợp hoặc là phù hợp gắn với nè, đôi câu cảm thán. Ấu ly nè, hợp nhỉ? Ví dụ các bạn thấy bạn của các bạn đội một cái mũ rất là đẹp và bảo là ấu ly nè. Cái có nghĩa là gì nhỉ? Hợp nhỉ, hợp với cậu đấy. Ụt chi mà, đừng cười. Ụt chi mà, đừng cười. Các bạn có từ ụt tả mà nghĩa là cười. Gắn với chi mà nghĩa là đừng. Ụt chi mà, đừng cười. Nhớ gấp đôi phụ âm trở lên nhé. Hoa nè chi mà, đừng giận mà. Mô rư chi, không biết chứ gì.
모르다 là không biết, còn 뭐다 đây gắn từ 지 hoặc là dạng lịch sự hơn thì thêm đuôi 요. 모르지요 có nghĩa là gì nhỉ? Cậu không biết chứ gì? 왜 그래? 왜 그래? 왜 그래? Sao thế? 왜 그래? Hoặc 왜 그래요? Sao thế? Sao vậy? 사줄게. 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 Anh sẽ mua cho hoặc là mình sẽ mua cho hoặc là tôi sẽ mua cho. 왜 말 안 해? 왜 말 안 해? 왜 말 안 해? Sao không nói? Tại sao không nói? 왜 말 안 해? Sao không nói? 왜 là sao, tại sao? 말 có nghĩa là cái lời nói, động từ của nó là 하다. 말하다 là nói. Thế thì tại sao không nói? Các bạn có tự an là cái từ phủ định đằng trước của động từ. 왜 말 안 해? Sao không nói? 좋아해? 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 Thích không? Em thích không? 좋아해? Thích không? 밥 먹었어? 밥 먹었어? 밥 먹었어? Ăn chưa hoặc là em ăn cơm chưa? 밥 먹었어? Ăn chưa? 밥 có nghĩa là cơm. 먹었어? Đã ăn. 밥. Và dạng câu hỏi thì các bạn lên giọng một chút. 먹었어? Đã ăn chưa? 밥 먹었어? Đã ăn cơm chưa? Biến âm 밥 biến đổi thành 밥. 먹자. 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 Ăn thôi, chúng ta ăn thôi. Một đuôi cầu đề nghị rủ rê cả người nói và người nghe cùng thực hiện một cách xuồng xã. Các bạn có gốc của nó từ 먹다 là ăn, 먹다 đi gắn từ 자. 먹자 ăn thôi, gấp đôi phụ âm chờ khi phát âm các bạn nhé. 가자. 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 Đi thôi, chúng ta đi thôi. 축하해. 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 Chúc mừng. 축하해. 축하해 có nghĩa là chúc mừng nha, chúc mừng nhé. 알려줄게. 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 Tôi sẽ cho biết. Bạn có 알려주다 là gốc của động từ mà nghĩa là cho biết, còn sẽ cho biết bạn gắn 줄게. 알려줄게 hoặc 알려줄게요. Tôi sẽ cho biết. 별일 없어. 별일 없어. 별일 없어. Không có gì đặc biệt. 별일 없어. Không có gì đặc biệt. Các có từ 별 mà nghĩa là biệt. 일 có nghĩa là việc. 별일. 별일. Các bạn sẽ phát âm bằng cách là ở đây biến âm thành riêng sẽ là 별일. 별일 có nghĩa là cái việc đặc biệt ý. 없어. 별일 없어. Không có gì đặc biệt. 죽겠다. 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 Chết mất. Chết mất thôi. 죽겠다. Gấp đôi phụ âm g. Gấp đôi phụ âm t. 죽겠다. Chết mất thôi. 신경 꺼. 신경 꺼. 신경 꺼. Kệ tôi hoặc là mặc kệ tôi. 신경 có nghĩa là cái sự chú ý, cái sự quan tâm đấy. 꺼 có nghĩa là gì nhỉ? Hãy dập tắt đi. 신경 꺼 hoặc là 신경 꺼요 có nghĩa là hãy mặc kệ tôi đi. 왜? 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 Tại sao? Dạng lịch sự hơn, thêm đôi 요, 왜요? Tại sao thế? Tại sao? Mua 먹을래? Mua 먹을래? Mua 먹을래? Ăn gì nào? Mua là gì? Cái gì? 먹다 là ăn. Gắn cái đuôi 을래? Dạng đuôi câu hỏi, hỏi ý kiến. Mua 먹을래? Muốn ăn gì nào? Mua 마실래? Mua 마실래? Mua 마실래? Uống gì nào? Có thể thêm đuôi 요. Mua 마실래요? Bạn muốn uống gì nào?
공부해, 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 학리, 공부해, 학리, 이해해, 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 hiểu không? Cặn có gốc của nó chính là động từ 이해하다. Chia theo đuôi câu sẽ là 이해해 hoặc là 이해해요. Có hiểu không? 대답해, 대답해, 대답해. Trả lời đi, 대답해, trả lời đi. 어디가, 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 đi đâu đấy? 어디가. Thực chất dạng này đủ sẽ là 어디가, nhưng mà trong ăn nói thì không nhất thiết phải có cái từ e này. 어디가, đi đâu đấy? Các bạn quen được học đấy là 어디가요, đúng không? Nhưng mà trong cái câu này thì một câu thân mật xuống xã, người ta bỏ vô đi 어디가, em đi đâu đấy, anh đi đâu đấy. 화이팅, 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 cố lên, một câu khích lệ. 많이 먹어, 많이 먹어, 많이 먹어, ăn nhiều vào, ăn nhiều vào nhé. 많이 có nghĩa là nhiều, đứng đằng trước của động từ 먹어, 먹어요, ăn. 많이 먹어, ăn nhiều vào. 잘 자, 잘 자, 잘 자, ngủ nha hoặc là ngủ ngon nha, một câu trước. 잘, tốt, giỏi, có thể dịch là ngon nữa. 자 trong từ 자다 là ngủ. 잘 자 hoặc là 잘 자요, ngủ ngon nha. 잘 가, 잘 가, 잘 가, đi nha, hoặc là các bạn dịch là đi cẩn thận nha. 잘 가, 잘 가, cậu đi nha, hoặc là tớ đi đây. 안녕, 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 xin chào, một câu chào rất là thân mật giữa những người đồng trang lứa với nhau, hoặc là người trên chào với người dưới, chỉ cần giơ tay ra và nói là 안녕, xin chào, hoặc là chào nha, bạn bè chào nhau cũng chỉ cần nói như thế này thôi, rất là thân mật thoải mái. 누구지, 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 ai thế nhỉ? 누구 là ai, 지 là chứ hoặc nhỉ, hoặc là gì nhỉ, nhỉ ai thế nhỉ, 누구지, hỏi một cách rất là tò mò, ai thế nhỉ. 무서워, 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 sợ quá hoặc là sợ lắm. Các bạn có từ 무서워, gốc của nó chính từ chính là từ 무섭다, 무섭다, khi bạn chia đôi câu thì bi ướp biến đổi thành 우어, 무서워 hoặc là 무서워요, sợ quá. 지루해 죽겠다, 지루해 죽겠다, 지루해 죽겠다, buồn muốn chết hoặc là buồn chết đi được. Các bạn có từ 지루해 có nghĩa là gì nhỉ? Buồn, chán, tẻ nhạt đấy. 죽겠다, chết đi được, chết mất. 너무 긴장돼, 너무 긴장돼, 너무 긴장돼, căng thẳng quá. 너무 긴장돼, căng thẳng quá. 마음이 터질 것 같아, 마음이 터질 것 같아, 마음이 터질 것 같아, chắc vỡ tim mất thôi. Bạn có 마음이 터질 것 같아, chắc vỡ tim mất thôi. 마음 có nghĩa là tấm lòng, hoặc là các bạn hiểu là cái trái tim, lồng ngực đấy. 터지다 mang nghĩa là vỡ, vỡ ra hoặc là toác ra. Còn cái đuôi 질 것 같아 mang nghĩa là có vẻ như là sẽ hoặc là chắc là sẽ. 마음이 터질 것 같아 có nghĩa là gì nhỉ? Chắc sẽ vỡ tim mất thôi, hoặc là có lẽ vỡ tim mất thôi. 마음이 터질 것 같아. 뭐야, 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 cái gì thế? 뭐야, cái gì thế? Một câu hỏi thể hiện sự ngạc nhiên và cũng không phải là cái dạng lịch sự. 뭐 là gì? 야 chính là dạng viết gọn của 이다. Thông thường các bạn có là gì nhỉ?
mua gì yếu hoặc là mua xìm nỉ cá đúng không? Tuy nhiên ở cái dạng xuồng xã không kính ngữ thì y ta biến đổi thành ya, mua ya, cái gì thế? Chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay tại đây nhé, 45 câu ngắn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분, 안녕, 다음에 또 만나요.